Xin chào các bạn nhé. Hôm nay Mạnh Phát đang có một mẫu xe điện 3 bánh đa năng 3 chỗ ngồi hàng siêu cao cấp, siêu đẹp và mẫu hoàn toàn mới, là mẫu dự trù cho năm 2022. Và hôm nay Mạnh Phát vinh dự được nhà máy gửi sang để giới thiệu các bạn, báo các bạn mẫu sớm nhất, và đặc biệt là chắc chắn nó là đang là mẫu mới nhất trên thị trường rồi. Đây các bạn hãy quan sát này, mẫu đa năng 3 chỗ ngồi, nhưng cái mẫu này thu về một chỗ cực kỳ gọn nhé mọi người nhé. Đây chúng ta gạt lên này, tất cả những hàng này đều là chi tiết cao cấp nên là rất là xịn sò luôn. Cái lưỡi gạt này cực kỳ nhẹ này, gạt nhẹ cái nó đã lên rồi này. Đây, đây là một chỗ nhá. Mình sẽ để về trạng thái một chỗ để mình giới thiệu cho các bạn, để các bạn sẽ được quan sát và được ngắm nhìn xe chi tiết và kỹ càng hơn mọi người nhá. Đây là một chiếc xe các bạn nhìn này. Đầu tiên các bạn sẽ nhìn thấy nhanh ngay là gì ạ? Cái khung của con xe này cực kỳ to và cực kỳ dày dặn. Đây mọi người nhìn này, khung xe này. Đây nhá, khung này. Đây các bạn nhìn này. Đây sẽ để này. Hai ngón tay thì bé hơn, ba ngón tay thì to hơn một chút này. Các bạn nhìn. Gần bằng ba ngón tay của mình. Mà ba ngón tay không hề nhỏ nha mọi người nhá. Rất là to, rất là đẹp. Đấy. Đây. Các bạn nhìn này, mình sẽ giới thiệu qua một chút nhé về phần đầu trước đi. Chúng ta sẽ đi vào phần đầu đi. Phần đầu xe này, các bạn sẽ quan sát này, đầu xe cực đẹp. Hệ thống đèn này, chóa đèn mới này. Đây mới giờ này mình sẽ bóc con này, bóc đèn cho các bạn nhìn cho thích này. Đây, đèn có những cái sợi phản quang bằng kim loại, ánh ra nhìn cực kỳ đẹp mắt luôn này. Đây các bạn nhìn chưa? A6 thế hệ mới đây. Đẹp chưa? Đây cái đầu đèn này xi nhan cũng đời mới luôn này. Siêu sáng à. LED thế hệ mới này. Đây đang là ban ngày mọi người nhé. Ban ngày nhưng nó sáng kinh khủng luôn. Đây. Lốp xe thì vẫn được trang bị là ba lốp là 300-8. Đúng không ạ? Đây, giảm xóc thì sẽ được trang bị cả phản quang này. Đây mình thấy phản quang. Vành nhôm 6 chấu cắt CNC sáng bóng luôn. Giỏ vẫn là giỏ, chiếc giỏ rất dày dặn, rất là đẹp. Đúng không ạ? Giỏ vẫn rất là dày dặn và đẹp này. Mặt đồng hồ của xe được trang bị mặt đồng hồ phân, nó phải nói là có mặt đồng hồ này to hơn cả con Pro Max mọi người ạ. Đây. Đây, mình sẽ bóc cả con này luôn để cho mọi người, bóc tem cho mọi người nhìn. Đây. Sáng mịn chưa, sáng láng mịn màng. Xe sẽ hiển thị là tốc độ này, quãng đường đi được này, và vạch báo pin này. Quá đẹp luôn, quá sáng bóng này. Đây mọi người nhìn này, to đúng bàn tay luôn, to đúng bàn tay của mình luôn này. Quá đẹp đúng không ạ? Mẫu này mình thực sự là quá là ưng luôn. Ngoài những cái tính năng cơ bản như một chiếc xe điện 3 bánh đang có, và khách hàng mà có nhu cầu mua xe bánh thì mọi người đang chắc chắn đã tìm hiểu rồi. Xe này chắc chắn là phải có số tiến, số lùi rồi đúng không? Đèn có xi nhan không thể thiếu rồi, và đặc biệt là không thể thiếu cái phanh chân được rồi. Đối với mẫu 3 chỗ ngồi này, đó là phanh bên phải là phanh trước, bên trái là phanh sau, và phanh chân cũng là phanh sau luôn. Phanh chân là được mạ ấy rồi, mạ nhôm rồi này. Được bọc một lớp nhôm, nhôm cao su rất là đẹp. Đây. Cái phần để chân riêng con này được cái phần để chân cực kỳ rộng mọi người nhé. Đây, mình sẽ ngồi cho mọi người xem này. Cái phần để chân cực kỳ rộng và thoải mái. Đây, chỗ ngồi một chỗ này. Nó rất là to và chắc, chính như vậy ngồi cảm giác rất là sướng. Và đặc biệt là gì, như Mạnh Phát đã nói, tất cả những cái lô xe mới của Mạnh Phát bây giờ đều trang bị hàng da cao cấp nhá. Đây mình sẽ bỏ ra. Cái xe này rất là hay, nó sẽ có hai cốp, bởi vì cái chỗ này chúng ta cũng có thể để đồ này. Đây. Khi chúng ta để đồ vào trong này cũng được, thoải mái nhá. Đây, da toàn là da xịn, da có thương hiệu hết này mọi người chưa? Da toàn da xịn, ngồi cực kỳ êm và cực kỳ sướng luôn ạ. Tem Mạnh Phát này. Đây, Mạnh Phát trên xe đây. Mọi người phân biệt được hàng của Mạnh Phát và hàng của đơn vị khác. Đây mọi người chưa? Cái này nó kín, nó không như con Pro thì nó bị trống ở chỗ này. Đây, kể cả những cái phần yên nó được bọc nhựa này rất là chắc chắn để chúng ta kê lên rất là êm. Yên trước cũng vậy, cũng được những chi tiết cực kỳ dày. Anh ta sẽ quay sang bên này này, có bên này cũng được. Đây mọi người nhìn này, đấy rất là chắc này, khỏe. Đẩy nhẹ cái đã lên rồi này, đấy mọi người đẩy nhẹ cái đã lên. Đấy, xe được trang bị chỗ này rất là rộng này, ngồi thoải mái này, và đây sẽ có một cái hộp để đồ nho nhỏ chúng ta để chìa khóa nhé. Đây là cái tay để chúng ta bám, trẻ em ngồi đằng trước này sẽ bám vào đây. Đấy, rất là đẹp đúng không ạ? Và đây chúng ta sẽ quan sát cái phần đằng sau của xe mới là cái phần mà đáng lên chuyện này. Ngoài cái hệ thống khung gầm kép, ngoài hệ thống khung gầm kép nha mọi người nhé. Đấy, phần đằng sau đã được trang bị phần phản quang dày dặn chắc chắn này. Đấy, hôm nay là mưa, Mạnh Phát mang đi quay thì đi trời mưa là nó bị bán một tí bùn lên đây thôi, không sao cả. Đây là phiên bản màu đỏ đen rất đẹp. Cốp đằng sau này có một giải led, mình sẽ bật đèn cho mọi người nhìn thấy giải led chiếc xe. Đây là không có đèn này, đây đèn sáng nhá, xi nhan nó ở đây này. Đấy, đẹp chưa? Toàn bộ là con này hiện tại đang được trang bị là full led mọi người nhé. Cái cốp sau cũng rộng hơn cái cốp Pro, hàng cao cấp mà. Cốp sau rất là rộng và đẹp. Cốp này hoàn toàn có thể là để những cái đồ tế nhị như này rất là tích luôn. Và cốp kín này bao giờ cũng mang cảm giác là đẹp và sang trọng hơn rất là nhiều, hiện đại hơn so với một cái chiếc giỏ sắt. Đúng không? Giỏ sắt nhìn rất là thô. Hàng cao cấp mà. Cái phần tựa lưng đằng sau cũng vậy, cũng rất là chắc chắn, cứng cáp. Đây, strong and đây, cái từ này thì đúng là mình cũng không hiểu nó là nghĩa là gì. Nhưng mà đây chính là tem Mạnh Phát đây mọi người nhá. Đây. Đây bên hông, cái cơ chế trượt của con này Mạnh Phát rất là thích. Cơ chế trượt rất là hay. Đây, rất là nhẹ, trượt là cái chúng ta ngồi trên xe nhưng trượt được
không cần phải khó khăn đối với những người mà khó khăn trong việc di chuyển hay là muốn lai thêm người xuống xe lên xe rất là bất tiện, thì con này nó giải quyết được cái vấn đề đấy luôn. Xe số tiến số lùi rất là ngon. Đi con này mang lại cảm giác là chắc chắn nha mọi người nhá. Đi con này rất là chắc chắn và cảm giác rất dễ lái. Bởi vì thực sự nó dáng cao cấp mà. Đó. Giới thiệu đến đây anh em đang tò mò quá nhiều về cái giá của xe đúng không? Thì Mạnh Phát sẽ công bố giá luôn. Giá chiếc xe này đang được bán với giá là 17.500. Mạnh Phát lưu ý nhá, hiện tại tất cả các giá xe đều tăng giá. Đây không phải do Mạnh Phát tăng mà tất cả là do nhà máy người ta tăng, do linh kiện mọi thứ nhập vào nó đang tăng. Nên là giá xe nó sẽ thay đổi mọi người nhá, tất cả các giá xe luôn. Xe nào các bạn, từ xe 2 bánh, xe 3 bánh. Tất cả mọi thứ đều đang tăng giá nên mọi người phải mua nhanh lên nhá. Bởi vì Mạnh Phát không thể giữ giá cho các bạn được quá lâu đâu, vì chắc chắn là sắp tới mẫu này sẽ lên là 18 triệu. Bởi vì 17.500 thực sự là bán nó không có lãi lắm. Đấy, không phải là nói là không có lãi là điêu, nhưng không có lãi nhiều, không có công quá nhiều khi phải di chuyển cái quãng đường rất là lớn và về chế độ bảo hành nữa. Đấy, nên là mọi người phải lưu ý nhá, hãy lựa chọn nhanh nhá. Con này hiện tại đang có màu đỏ mận nữa, đỏ tươi, màu xám mọi người nhá. Có 3 màu. Và thực sự là cái mẫu xe này mình phát dự đoán là sẽ là cháy hàng rất là nhanh, bởi vì mẫu này thực sự là quá đẹp. Ngồi nó vô cùng thoải mái nha mọi người nhá, bởi vì cái phần để chân của nó rộng này. Cảm giác ngồi rất là thoải mái luôn đây. Mạnh Phát là cao 1m73, nặng 68 cân mà cảm giác là ngồi rất là sướng, bởi vì nó quá thoải mái luôn ấy. Này, số lùi của Mạnh Phát này các bạn biết rồi, không bao giờ có tiếng Trung Quốc. Đấy, nó bạn cảm giác khó chịu mà nó chỉ là một cái tiếng tít tít thôi. Đấy mà lại đi rất là thích. Mỗi lần lùi nó cũng không phải chói tai quá. Đây còi này, xi nhan này, xi nhan thì quá sáng rồi, đèn cũng vậy. Nói chung là mẫu này là cái mẫu mà Mạnh Phát gần như là ưng nhất từ trước đến nay. Bởi vì lái nó rất là dễ này, các bạn nhìn này, quay đầu rất là nhẹ. Đây, màu phối cũng rất là đẹp nữa. Mà đặc biệt là cơ chế trượt, đây Mạnh Phát sẽ ngồi mình chờ cho các bạn này. Gạt nhẹ cái này, đẩy đằng sau, cái cơ chế trượt của con này nó rất là mượt. Nó thực sự rất là mượt luôn. Đây, chuyển sang hai ghế. Đây, ngồi lên đây. Đấy, lai người ngồi sau. Đằng sau này rất là rộng, chúng ta thì ngồi được hai đứa trẻ. Như cái xe này là bình thường đi đón ba đứa trẻ đi học thì quá là tuyệt vời luôn. Kể cả lai nhau đi các thứ rất là thoải mái, vì cái yên thứ nhất là nó chắc chắn, cái thứ hai là ngồi nó cũng thoải mái. Đấy, mẫu này là cái mẫu mang lại cho Mạnh Phát trải nghiệm thực sự là good, thực sự là tốt. Đây là nói rất là chân thành và có sao thì nói vậy. Đây mọi người sẽ nhìn những cái nước sơn của cái xe rất là đẹp, những cái phối màu của nó cũng thực sự là mang lại cảm giác là lạ mắt và rất là đẹp nhá. Thời thượng này, đen nó sẽ pha với đỏ, đây đen đỏ. Đấy, đen đỏ cảm giác rất là đẹp và cảm giác là nhìn nó hiện đại. Cái mẫu này mang lại mình cảm giác là nhìn nó hiện đại, đẹp và cũng rất là trẻ trung. Mình ngồi cũng rất là phong cách nữa. Đây, ok. Thực ra khen quá nhiều thì mọi người lại bảo là thật sự được như thế không nhỉ? Mọi người hãy cố gắng trải nghiệm, hãy đến trực tiếp cơ sở của Mạnh Phát tại Hà Nội, Bắc Ninh hay là Sài Gòn để chúng ta thực sự trải nghiệm xe, để các bạn sẽ biết là cái xe này nó đẹp hay không, hay nó như thế nào, thì mọi người hãy đến trải nghiệm nhé. Luôn luôn có sẵn xe để cho mọi người đi thử và trải nghiệm chiếc xe của mẫu mới của Mạnh Phát nhé. Giá rất là hợp lý đúng không? 17.500, miễn phí giao hàng toàn quốc mọi người nhé. Đấy, ok, đây là một cái mẫu xe gọi là A6, mẫu xe cao cấp của Mạnh Phát đang phân phối mọi người nhé. Mọi người nhớ số điện thoại của Mạnh Phát nha, 085 993 4 số 1 ở cuối nhé. Mọi người nhớ là alo cho Mạnh Phát để nhận tư vấn về xe, màu xe các thứ nhé. Mọi người hoặc số điện thoại Mạnh Phát sẽ để ngay trên cái góc ở video rồi. Mọi người có nhu cầu muốn mua thì alo cho mình, hoặc là nhu cầu muốn hỏi gì về xe ba bánh hay giải đáp thắc mắc gì thì mọi người cứ alo cho mình nhé. Đấy, Mạnh Phát sẽ là người giải đáp tất cả các thắc mắc cho các bạn về mẫu xe điện ba bánh. Bởi vì Mạnh Phát còn rất nhiều mẫu xe ba bánh khác nữa, hai bánh và xe lăn đều có đầy đủ. Nên mọi người có muốn mua mẫu gì, loại gì Mạnh Phát cũng sẽ có và đáp ứng đầy đủ nhu cầu các bạn. Mẫu xe này đã được Mạnh Phát bảo hành lên đến 3 năm cơ. Quãng đường di chuyển là 60 cây một lần sạc. Đấy, tốc độ tối đa là 32 cây, tốc độ tối thiểu chỉ có 20 cây thôi. Động cơ đang là chạy động cơ 600W, ACQ là 48V 30A. Đấy nha mọi người nhá, và được bảo hành lên đến 3 năm về xe cơ, nên là mọi người hoàn toàn thể yên tâm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha. Bye bye.